Trung tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng kính chào tất cả các bác. Không biết là giờ này thì các bác đã nghỉ chưa? Và không biết là các bác có thường xuyên theo dõi kênh của Trung tâm điện tử Anh Phương hay không? Và không biết là các bác đã đầy đủ các thiết bị chưa? Thì ngày hôm nay bên Trung tâm điện tử Anh Phương đang về được hai con đẩy 4 kênh. Đấy, hai con đẩy 4 kênh để phục vụ tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc đây ạ. Chắc chắn rằng những con đẩy này thì khi ngắm nhìn cũng như là khi sử dụng nó sẽ rất là hay và rất là hài lòng, bởi vì dòng đây là dòng đẩy bãi xịn. Đấy, một con đẩy là dòng của Nhật. Đấy, một con đẩy dòng của Nhật đó chính là con đẩy Dumut với mã là DA41502 mắc đôi. Đấy, lẽ ra là gọi hai mã nhưng mà thấy nhiều bác quen chơi audio high-end cho nên gọi là mắc đôi, nó sang cái mồm. Các bác nhìn con này thế nào? Em nghĩ rằng con này rất là sang trọng. Phải nói rằng là hãng Dumut này có những sản phẩm nó rất độc đáo. Mặt trắng, logo thương hiệu thể hiện rất là nổi bật. Với 4 kênh, 4 kênh này các bác làm được những gì? Thì theo em nghĩ thì với cái sản phẩm đẩy 4 kênh này sẽ được anh em rất là ưa chuộng. Với lý do là trong bộ cấu hình âm thanh gia đình, các bác đang sử dụng 1 hoặc 2 đôi loa. Nếu như chưa có điều kiện thì các bác dùng một đôi loa, đúng không ạ? Với này bổ sung thêm một cục súc thì kênh 1, kênh 2 này các bác có thể sử dụng để đánh một đôi loa bát 30. Còn kênh 4 này các bác để đánh một con súc. Còn nếu như để mà hay, để mà dày tiếng, rõ lời thì các bác đánh thêm cái kênh số 3 này. Các bác đánh thêm một đôi loa center, tức là loa lời. Thì lúc đó chúng ta nghe nhạc cũng như hát karaoke rất là hay. Bởi vì như thế nó sẽ đủ các cái giải tần để cho các bác có thể chơi. Một số bác thì đang chơi đẩy hai kênh, cho nên là bây giờ muốn chơi những thêm quả súp hơi thì rất là khó khăn. Bán những con đẩy cũ thì nó rẻ, không muốn bán. Nhưng mà để đầu tư một con đẩy mới thì con đẩy cũ này vứt đi này hơi phí. Cho nên những bác nào mà mới mua thì em nghĩ rằng nên mua những con đẩy 4 kênh như thế này. Giá thành của nó cũng chỉ ngang ngửa với con đẩy 2 kênh thôi các bạn. Đấy, nhưng mà hiệu quả của nó cao hơn rất nhiều. Các bác cùng ngắm nhìn với anh Phương về nội thất của con đẩy này. Phải nói rằng những con đẩy bãi bao giờ nó cũng có cái thiết kế về cấu hình cũng như các linh kiện của nó rất là chất và rất là khôn. Các bác quan sát, con này thì công suất rất thoải mái. Ở đây chúng ta quan sát vế thứ nhất có 1 này. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Với lại toàn bộ ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 8, 32, 32 sỏ công suất. Ngoài ra chúng ta thấy rằng rất nhiều sỏ bù áp. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 20 sỏ bù áp. Như vậy là con đẩy này rất nhiều cái sỏ bù áp để cho các bác có thể sử dụng trong bộ cấu hình âm thanh gia đình với công suất rất là tốt. Đánh một đôi bát 30, một đôi loa lời và một quả súp hơi. Với giá thành thì theo các bác con này thì giá của nó 7 triệu hay 8 triệu. Với giá bao nhiêu theo các bác thì giá bao nhiêu thì hợp lý con đẩy này? Vâng, chắc chắn rằng sau khi anh Phương thông báo giá thì các bác sẽ giật mình. Một con đẩy Dumut dòng sản phẩm của Nhật. Đây các bác này, quan sát đây nhá. Dòng sản phẩm của Nhật đây các bác này. Đây. Wow. Dòng sản phẩm với công nghệ của Rapan Dumut với 4 kênh đây, 4 đường ra của nó đây, 4 đường vào đây. Đấy, có chế độ dồn kênh, có chế độ linh đường tín hiệu. Đấy, quạt gió thì nó chạy hai quạt gió êm du luôn. Dòng quạt xịn. Con đẩy này giá của nó thì rơi vào khoảng độ theo ông nghĩ thì không đến 8 triệu. Giá tốt cho các bác trong thời gian này thì ông nghĩ rằng em cứ để giá tốt cho các bác là 5 triệu 200 ngàn đồng. Bác nào mà xem được video thì phải gọi ngay. Em nghĩ rằng những sản phẩm như thế này nó sẽ rất nhiều bác là muốn sử dụng. 5 triệu 200 ngàn đồng một con này. Đấy. Và tiếp theo thì chúng ta quan sát tiếp con đẩy thứ hai, đó là con đẩy của hãng LDH Audio. Con này thì mới về.
Hôm trước về được 5 con thì em bán rất là nhanh, với mã là MA3200. Con này thì công suất của nó đạt là 800W một kênh. Tổng công suất của con này là 3200W. MA3200. Đấy. Con này thì có cấu trúc đặc biệt. Các bác quan sát toàn bộ cái thanh tản nhiệt của nó đây các bác này. Thanh tản nhiệt của nó được trẻ. Nó trẻ ra như này có tác dụng là nó sẽ tản nhiệt rất là nhanh. Đấy, tản nhiệt rất là nhanh, cho nên là cái hiệu suất của con đẩy hàng đẩy bãi này là hiệu suất rất là cao. Đấy, nguồn xuyến của nó được bọc dù rồi các bác này. Đấy. Nguồn xuyến bọc dù. Đấy. Nguồn xuyến này có tác dụng là nó sẽ thoát nhiệt nhanh này. Đấy, thoát nhiệt nhanh và chống bị ẩm mốc, nó sẽ rất là bền khi mà sử dụng cái bọc bằng dù này. Con này sử dụng là 1 2 3 4 5 6 7 8 4 8 32 sò. Ngoài ra thì sò bù áp của nó rất nhiều các bạn. Đấy. Sò bù áp rất nhiều và có rất nhiều vỉ xử lý. Các bác quan sát những vỉ xử lý phụ của nó này. Rất nhiều cái đường tín hiệu được xử lý. Đây là toàn bộ cái sò bù áp nó nằm ở đây nữa này. Ôi. Trông gớm luôn. Đẩy bãi phải nói rằng là bao giờ nó cũng hay. Hay hơn đẩy mới với cùng giá tiền. Và đặc biệt là giá siêu tiết kiệm. 800W một kênh cho các bác cũng có thể đánh được khoảng độ loa trong gia đình thì đánh thoải mái, em nghĩ là đánh thoải mái. Các bác có thể chơi một cặp 40, một quả súp, một cặp loa lời, rất là tốt. Tụ của nó đây các bác, quan sát dàn tụ của nó. Tụ của nó tụ 2 tầng các bác nhá, một tầng bên dưới, một tầng bên trên. Nó tất cả là chạy là 16 tụ. 16 tụ. Giá của con đẩy này cũng khá hợp lý cho các bác. Con đẩy này hiện tại anh Phương đang bán tới tay các bác là giá có 5 triệu 500 ngàn đồng một con đẩy này. Hiện tại thì hai con đẩy này thì mỗi con có, mỗi mã có một con duy nhất. Cho nên bác nào mà mua thì gọi em sớm đi ạ. Đấy, gọi sớm đi, không đến lúc là em nó có chồng rồi lại tiếc. Đó. Những hàng này anh Phương đưa lên là bán rất là nhanh. 5 triệu 200 ngàn đồng con đẩy Nhật. 5 triệu 500 ngàn đồng một con đẩy LDH với mã MA3200. Các bác ngắm nhìn thì các bác thấy rằng độ chất của nó thì chắc ok rồi. Hãy gọi anh Phương đi ạ. Số máy của anh Phương đây ạ. 0971998555 với địa chỉ Google Maps. Đến với anh Phương các bác có thể đánh địa chỉ trên cái đường cái Google hướng dẫn địa chỉ ấy. An Lạc, Chí Linh, Hải Dương. Các bác đánh là trung tâm điện tử anh Phương An Lạc, Chí Linh, Hải Dương thì nó sẽ dẫn các bác đến tận nơi luôn ạ. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt ạ.